bao nhiêu thì bao nhiêu, đâu đây, con kia vẫn mò theo sau mình à. Rồi mình sẽ rủ dỗ hai người này hôm nay cho tụi ăn bắt tóm gọn luôn, cho vào tù luôn. Mẹ ơi, cuối cùng mẹ con mình cũng tìm thấy chị Quế rồi nhỉ? Đi lên rồi bắt con lấy dây trói thì cái con ném xuống dưới mẹ này cái gì vậy, em trai vừa mới không thấy em ơi. Dạ. Em xem hồ sơ xem còn bao nhiêu vụ chưa được giải quyết đấy. Hiện tại bây giờ là có bao vụ chưa được giải quyết anh, thế em sắp xếp thời gian để giải quyết cho gia đình. Thế bà có chuyện gì không thì từ từ nói để cháu giải quyết. Có người thập nhất nè, có một đứa cháu phải trần trầu thì vườn nó thấy nó bảo bà có việc thật thế à? Có lắm. Thế để chúng tôi ra xem giải quyết. Đi thôi em ơi. Đi theo bạn. Vâng vâng. Đi thôi em ơi. Thì mấy năm công ty nhưng mà chỉ được mỗi cái tự lệ với cái chạm bát thôi. Thế là mình bây giờ trắng tay rồi. Thế là bây giờ không biết làm thế nào. Bây giờ là trước kia còn nói đùa vợ bảo là trong tài khoản của mình vẫn còn tiền. Còn hứa là khi nào mình cũng phải làm một căn nhà. Bây giờ vợ nghi là mình không có tiền. Vợ nó biết mình không có tiền. Chưa dám nói cho vợ biết chứ. Đùa vợ có tiền. Cuối cùng bây giờ không có tiền. Bây giờ làm thế nào đây? Thôi. Bây giờ là chỉ giấu vợ được ngày nào hai ngày đấy thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà bán cái số đất này, cái nhà này đã cũng không đủ cái nợ kia đâu. Thì bây giờ chắc là vậy là nghĩ chắc là phải đi tìm làm thuê dạ dần cho nhà chủ nợ thôi, không thì cứ ở nhà thế này đi theo vợ đi làm thì không được đồng nào mà dạ nợ đâu, được thì cũng không đủ đâu, chỉ đủ tí mua bữa ăn hàng ngày thôi. Chắc là từ nay trở đi chắc là phải đi tìm làm thuê, chỗ nào có việc gì mình làm kiếm đồng nào hay đồng đấy về dạ dần cho người ta thôi. Bây giờ quyết định không bán đất nữa, quyết định thì đi tìm làm thuê, công trình thì mình đi làm thôi. Thì cơ bản là hại mình rồi, cơ bản hại mình thì bây giờ mình nghĩ ra rồi mình cũng không đánh nữa,
mình chỉ làm thế nào mà giả được cái số tiền của mình vay kia thôi, giả hết được cái số tiền vay kia là, và đây là cắt máu ăn thề, không có thể mà gì đánh bạc. Nhín tiền to thì muốn lấy nhiều, cuối cùng lại gánh nợ về nhà. Bây giờ mới biết là thôi quyết định mà không chơi cờ bạc nữa, mình chỉ đi tìm làm thuê thôi, lấy tiền trả nợ xong là làm lại cuộc đời thôi, không thì không được đâu. Cứ đuổi cái cờ bạc thì chắc không được. Được rồi, bà đi về đi. Hai người đi đâu? Mẹ đi theo con làm gì? Em có chuẩn bị đi hay sao mà? Nói láo con. Rõ ràng hai người láo rồi. Hai người đang chuẩn bị làm gì? Đúng rồi, em chưa cho nói chuyện em. Mấy chấm đi. Mấy ai chưa hết cái chuyện. Mấy chấm. Mấy chấm. Mấy chấm. Mấy chấm. Mấy chấm. Bán người thì bán đi. Đâu đây? Đây đây. Bắt bắt. Bắt bắt. Bắt bắt. Mẹ nhá. Mẹ nhá. Mẹ có nói gì để nói được không? Em có làm gì sai đâu. Đưa tích đây. Mẹ có làm gì không? Không làm sai. Mẹ ơi mẹ bây giờ bắt bị bắt rồi nhá. Bây giờ mình chối cãi được không? Thường hồi nhá lại đi thôi. Đưa lên trường đi. Đưa lên trường đi. Mẹ nhá. Mẹ tội rồi. Mẹ thấy con bây giờ mẹ bị tội rồi nhá. Anh trai ơi, đừng cứu em ơi. Con này bắt trai ơi.
chị ơi, hôm nay hồi tôi dẫn cả hai phạm nhân lên xe cho vào đường. Chào nha. Con này đi cao thế gì? Thế nhỉ? À, thấy con vợ nữa. Bỏ đi hai dao mà đến giờ này chưa thấy về. Ôi, đi xem hai mẹ con nha. Bỏ theo vì nó cơm mới được. Không ơi. Ôi, hai mẹ con và con vườn đi đâu nhỉ? Thầy đâu? Mèo ơi! Mèo ơi! Đi đâu nhỉ? Con vườn đây đâu? Hai mẹ con này đi đâu? Bỏ con vườn ta thấy cậu cái gì? Ơ, có hai cái cuốc ở đây. Phải cuốc mình không? Cuốc mình mà. Quay lạ nhỉ? Có vườn đây mà đi đâu biết nổi. Ui, kẻ nó, về thôi. Quay lại. Chẳng biết hai mẹ con này đi đâu. Thế bỏ hai cái cốt ở đấy. Không bỏ đâu. Đến nơi rồi còn trả mua bà. Không. Đi. Tôi không đi. Tôi không đi đấy. Tôi không đi đấy. Tôi không đi. Đây cơ quan, cơ quan. Đây cơ quan có điều đó. Rồi, sao hai bà vào đây. Mẹ đi. Tôi đây. Mẹ đi. Mẹ đi. Mẹ đi. Mẹ đi. Mẹ đi. Đây chồng nha, đồng chí ở đây chồng nhé. Đây là con ăn nữa, em đi. Đây bị hai đâu, các đồng chí ở đây làm việc anh. Tôi đặt con về trước. Vâng, vâng, cảm ơn đồng chí nha. Đây bị hai đâu, vào đây. Mấy đứa tôi làm việc. Vâng, chào anh một nhé. Đi qua đây. Thế sự việc của cô hôm nay ở bờ suối như thế nào thì nói ra để cho chúng tôi biết. Thế thưa cán bộ thì như thế này, sự việc nó xảy ra như thế này thì lúc nãy thì hai cán bộ đi bắt tội phạm ấy, thì một người thì mẹ chồng của tôi, còn một người đấy là con nuôi của mẹ tôi. Trong gia đình tôi ấy, thì cũng quá trình thời gian ấy, thì tôi về làm dâu thì mẹ chồng tôi cũng rất là khó tính, thì tôi thì về làm dâu được mấy năm rồi mà cũng không sinh được cháu cho bà. Thì chồng tôi đi nước ngoài thì đi xuất khẩu lao động thì bây giờ cũng về nhà rồi, nhưng mà trong thời gian qua thì gia đình tôi rất là lục đục. Thì mẹ chồng tôi cứ suốt ngày ăn vạ tôi, là bảo là tôi đánh bà thế này thế kia, cứ ăn vạ. Mà bây giờ chồng tôi, cả chồng tôi nói gì chồng tôi cũng chẳng nghe tôi nữa. Thế thì hôm qua là tôi đi làm về thì thấy mẹ chồng tôi đang uống rượu. Thì trong thời gian trước ấy thì chồng tôi đã bảo là không cho mẹ chồng tôi uống rượu nữa, đã cho cai rồi. Nhưng mà con nuôi của bà ấy thì lại đi trộm mua rượu về cho mẹ chồng tôi uống. Thì tôi đi làm thì tôi bắt gặp như thế, thì hai người thì đe dọa tôi, bảo là không được nói cho chồng tôi biết là bà đã uống rượu, nếu mà tôi mà nói cho chồng tôi biết ấy thì hai người sẽ giết tôi. Đấy, đe dọa tôi như thế. Thế thì tôi khi chồng tôi về ấy, thì tôi cũng có kể lại sự việc như thế cho chồng tôi nghe, mà chồng tôi cũng không tin tôi. Thì sau đó là tôi cũng không giải thích nữa. Sau là tôi
đến hôm sau là tôi đi hái rau bán. Thế tôi đi xuống đến bờ suối thì vô tình nhìn ra đằng sau thì thấy hai người lén lút đi theo sau, mò theo tôi là đi như kiểu là đi để mà giết tôi ấy, hoặc là đánh tôi ở dưới suối ấy. Thế thì rất là may tôi đã trốn thoát được, thì tôi đã gặp một bà đi vườn hay đi đâu ấy. Thế thì tôi đã nhờ một bà vì đã báo cáo với lại cán bộ thì đi đã giúp đỡ tôi được như thế. Tôi rất là cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị. Sự việc của chị là chúng tôi ghi nhận. Vâng. Là chúng tôi là có công an đây ghi biên bản rồi. Vâng. Tội phạm là chúng tôi đã bắt. Vâng. Đã giam trong đấy. Vâng. Sự việc hôm nay là chị khẳng định có phải đúng không? Vâng, tôi nói đúng ạ, tôi chịu trách nhiệm về lời nói của tôi ạ. Vâng, những cái lời nói của cô là cô phải chịu trách nhiệm nhá. Vâng. Chúng tôi là có người ghi biên bản đây. Vâng. Bây giờ là như thế này cán bộ ạ. Thì mẹ chồng tôi ấy, thì với con nuôi ấy, thì trước đây chưa có con nuôi xuất hiện ấy, thì mẹ chồng tôi cũng không thấy có ghét tôi đâu. Nhưng mà từ khi là có con nuôi xuất hiện thì mẹ chồng tôi càng ngày càng đối xử với tôi rất là tệ bạc. Và toàn là như cái kiểu là ăn gian thôi. Ăn gian tôi bảo là ví dụ là hôm nọ ấy, bà tự nhiên bà tự ngã, nhưng mà bà cứ nói là tôi đánh bà thế này thế kia. Đấy. Là cứ nói dối chồng tôi, bảo là tôi đánh bà thôi, giờ tôi chả biết nói thế nào. Nhưng bây giờ là tôi cũng có một sự việc muốn báo cáo với lại cán bộ thế này. Con nuôi của bà ấy thì không phải người ở đây, thì tự nhiên là bà đi mua rượu dưới đường thì gặp cái đứa con gái kia, thì con gái đưa bà về, thì bây giờ bà cứ nhận làm con nuôi, bây giờ không cho con nuôi đi về nữa, cứ giữ ở lại nhà chúng tôi. Thế thì bây giờ tôi không biết làm thế nào được, mà trong khi đó là giấy tờ của cô ấy thì chồng tôi đã giữ rồi. Thì nhưng mà bây giờ tôi cũng muốn là cán bộ là sẽ làm việc với cái cô ấy thật nặng nề vào, hỏi mà lấy lời khai xem là cô ấy là có phải người tốt hay không. Thế cô có biết là đứa con gái nuôi là ở đâu không? Hay là có phải thuộc xã mình không? Cái đứa con gái nuôi của mẹ tôi ấy là không phải người xã này đâu cán bộ ạ. Vâng, để được rồi, thông tin này tôi ghi nhận là chúng tôi sẽ điều tra và làm rõ. Vâng. Sự việc sau này xảy ra là chồng chị đã biết chưa? Thưa cán bộ là chồng tôi chưa biết đâu ạ, bởi vì tôi đi hái rau thì chồng tôi bảo là mệt ở nhà thì tôi đi hái rau, thì đi xuống dưới bờ suối thì con nuôi và mẹ chồng tôi đi theo dõi tôi, thì chúng tôi đã xảy ra những cái vụ việc như thế ở dưới suối, chồng tôi chưa biết đâu ạ. Vâng. Bây giờ chị về trong là mai vâng. Chị mời cả chồng chị lên. Vâng. Ông chồng chị cầm cả giấy tờ nó đứa con gái vâng. Cầm ấy. Vâng, vâng. Lên đây chúng tôi mới biết giải quyết. Vâng. Thì cảm ơn cán bộ. Thì bây giờ thì chăm sự nhờ cán bộ là giải quyết cho cái vụ việc này cho nó gọi là sáng suốt đi. Vâng, vâng. Thì mẹ chồng tôi và đứa con nuôi của mẹ chồng tôi. Được rồi. Cứ ngày cứ nhớ gia đình tôi chứ chúng tôi cũng chả sống được yên ổn. Được rồi. Vâng. Chúng tôi điều tra vâng. Tiếp là giải quyết. Vâng. Vâng. Đồng chí ghi đó là kỳ lắm. Chúng tôi mời chị về. Vâng. Về nhé. Sự việc xảy ra em ghi biên bản hết chưa? Vâng. Thế nhưng mà cùng về cùng cố đại hồ sơ xong là mình làm việc tiếp tiếp. Bên là người bị hại đấy. Có thấy cái hầu với mẹ không? Dài lắm mẹ, chỉ cho anh nghe. Cái hầu với mẹ chả biết đi đâu, vẫn còn vườn nó thấy đâu. Thôi anh ạ, bây giờ là em nói anh phải bình tĩnh nhé. Có việc gì nói đi, muốn bán tôi ít rau vì lại có chuyện gì? Em bảo anh mệt anh ngủ ấy, thì em bảo đi em hái rau, ít rau đi bán ấy. Thì lúc em đi xuống nơi thấy hai mẹ con đang cào vườn đây, mẹ với cái hầu ấy. À. Thì em đi hái rau thì khi em đi đến dưới bờ suối thì em nhìn lại đằng sau thì tự nhiên là thấy cái hầu với mẹ đi mò theo sau em. Thế là và xong bắt đầu là em nấp xuống suối đi, còn hai mẹ con cũng mò xuống suối theo em. Thế là em nấp bên trong suối thì hai mẹ con đi ra ngoài đi tìm em. Thế là em lại vòng lên suối. Thế là may quá gặp được một bà đi đâu ấy, xong em mới nhờ bà ấy đi báo công an là vì kiểu hai mẹ con bị ám sát em ấy.
cái chuyện này nữa cơ. Vâng, cho em nhờ bà ấy đi báo công an. Báo công an về thì cái lúc công an về đến ấy thì cái hầu với mẹ em đánh lạc hướng cho hai người. Em xem là có phải là mẹ với cái hầu thì đánh em tập trung hóa ra là đúng. Thế là em nấp ở gốc cây kia thì hai người mò để đến tới xong bắt đầu là em bảo là hai mẹ con đi đâu. Thế là một phát giật mình, thế là hai mẹ con nhào vào đánh em luôn. Đánh em xong là em một mình em không biết làm được, em cứ bấy vùng như thế. Xong bắt đầu là cái hầu là cầm tay em, mẹ cũng cầm tay em. Xong là bảo là hôm nay phải dìm em xuống dưới nước chết. Thế là lúc đấy công an đã ụt vào một cái bắt đi rồi. Bây giờ bắt ở đây trên phường công an rồi. Bây giờ anh có đi thăm mẹ thì đi, mà không đi bây giờ đi thăm thì chắc công an cho anh gặp đâu. Có ăn đã bắt đi rồi. Bắt đi rồi. Còn ông sếp thì bây giờ hôm nay hai nhân viên đi bắt rồi. Còn ông sếp không thấy ở phòng đâu. Thế à? Vâng. Thấy hai đứa nhân viên bảo là chị đi về ngày mai bảo chồng chị là lên đây xong xét xử. Xong là bảo anh là cầm cái giấy tờ cái hầu ấy là mang lên để họ điều tra xem con này người ở đâu. Giấy tờ cái hầu thì anh cầm mà. Vâng. Thế anh có giận em nhé. Có giận em gì không? Bây giờ mẹ với cái hầu như thế đấy anh ạ. À. Có thân như thế không? Anh không tin em thì tùy anh thôi. Anh không tin em mấy đâu đấy. Em là hơi vớ vẩn đấy. Nhưng mà lên kia không có cái gì đấy, giờ em ở không yên với anh đâu. Bây giờ em cũng công an lấy lời khai của em hết rồi, em khai hết rồi. Bây giờ vợ chồng mình thay quần áo xong là đi lên phường xong là xem là họ giải quyết như thế nào thôi. Nếu thế thì đi thôi, đi xem thôi. Anh đi cầm giấy tờ của cái hầu đi. Vâng, vâng. Bây giờ công an bắt đi rồi, giờ biết làm sao được. Phải thế thật không em? Không thế thì anh lên phường rồi anh không biết. Thì nhanh đi. Đi và đi dòng cũng là xảy ra chuyện được. Đục thật. Anh không phải nói gì nữa, lên phường rồi ta biết. Mẹ đã phát hành, đem chết rồi thì công an ở... công an ở Bắc. Báo cáo với anh là hôm qua anh ở nhà có sự việc đánh nhau ở ngoài. Thì em nó bắt được tội phạm. Thì... trong biên bản anh ghi rõ đấy. Rồi anh em tìm hướng giải quyết xem hồ sơ. Hai mẹ con à? Vâng. Con dâu với mẹ chồng à? Vâng. Thế đồng chí có hẹn người nhà hôm nay về làm việc không? Có. Tôi hẹn 8 giờ sáng nay làm việc. Lại đẹp nào không nhé? Hai chị về à? Vâng. Mời em hãy chị ngồi. Vâng. Giờ hai bên trường mình chị đến rồi. Giờ đồng chí đi dắt hai mẹ con đi vào đây. Vâng. Anh ơi, ra đây để chúng tôi làm việc. Thả em ra đi anh ơi. Thả em ra đi. Thả nha. Hai người ra đây. Để lên để chúng tôi làm việc. Hai người về đây. Hai mẹ con cho tôi biết, trong biên bản nó ghi rõ, hôm qua hai mẹ con sao lại đánh bà Thị Tuyết? Bà không được đấy đâu. Bây giờ bà còn cái à? Sự việc xảy ra hôm qua là tôi đã chứng kiến và bắt tận tay rồi, bà vẫn còn cái. Thôi, mà bảo là công an đấy, tôi không được đấy đâu.
Thế bây giờ bà có muốn bị nhốt nữa không? Có khai không? Bà không biết. Đấy anh ạ. Sự việc hai mẹ con là em đi bắt tận tay mà hai mẹ con vẫn không nhận tội. Anh em hứa giải quyết như thế nào? Sự việc đã xảy ra như thế rồi mà hai mẹ con vẫn không nhận tội ạ? Bà em có làm gì sai đâu. Thế cô với bà là thế nào? Em với bà là con nuôi của bà. Con nuôi của bà? Vâng. Thế thì sao thì con nuôi lại đi đánh chị dâu ở thế nào? Đấy là tại do chị Tuyết đánh bọn em trước thôi. Đánh em với mẹ trước. Thế cô là con nuôi như thế nào? Em tình cờ đi qua đường gặp mẹ xong bà bảo là thôi bà một mình buồn lắm bây giờ bảo em ở đấy thì từ đấy là em là con nuôi của bà. Thế hiện tại làm con nuôi của bà có hợp pháp không? Có. Làm con nuôi hợp pháp có giấy tờ đâu? Giấy tờ của em anh trai giữ rồi. Sao cho anh trai giữ? Vì anh trai sợ em không phải là con nuôi của bà anh trai giữ tặng người đấy. Anh trai của anh ơi, cô đâu? Anh trai của em ở đâu? Anh trai của cô đây. Anh trai em đây. Giấy tờ của em này anh giữ à? Vâng, anh giữ giấy tờ của em nuôi này mà. Đưa tôi xem lại. Đây. Được rồi, anh cứ đi ngồi ngồi đi làm việc sao? Tên cô là Lý Thị Hầu à? Vâng. Quê ở khá xa đấy này. Vâng em. Cô tôi biết vì sao cô lại lập kế hoạch với bà cùng bày mưu đánh bạn chị Tuyết. Chị Tuyết muốn đánh bọn em trước mà. Đây hồ sơ đã ghi rõ ràng đây, cô còn có cái gì không? Mấy lúc đấy em ở đấy nhìn thấy tính của chị Tuyết nó không. Chị Tuyết không hay mua rượu cho mẹ uống xong mua thức ăn thì cũng tự ăn một mình thôi. Tốt nhất cô cứ thành thật khai báo cho tôi để còn được sự khoan hồng của pháp luật, cô nghe rõ chưa? Đúng như thế không? Đúng được bà Chị Tuyết không mua rượu cho mẹ uống không? Đúng rồi. Nhưng mà trong biên bản này không ghi như thế. Em nói thật sự mà. Tốt nhất cô cứ khai rõ cho tôi. Vậy nhỉ? Con nói đúng rồi. Đúng. Mẹ con không nói cho mẹ. Tôi chỉ hỏi một người thôi. Thế bà Chị Tuyết không mua rượu cho mẹ uống thì cô ở đây cô mua rượu cho mẹ uống à? Không, tôi đã nhầm rồi. Tôi xin lỗi. Đây không có xin lỗi ở đây. Cô có biết mua rượu vi phạm không? Cho mẹ uống vi phạm không? Cái nhất ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái thứ hai, nhiễu. Thì đấy là tôi nói nhầm thôi. Lỡ mồm thì tôi nói thôi. Giờ tôi xin lỗi được chưa? Không có xin lỗi ở đây. Cô biết là sai chưa? Rồi. Cô cứ khai rõ cho tôi những sự việc cô đã gây ra. Nói cái gì nó có khai. Vâng em. Tôi cứ khai thật. Bây giờ từ lúc đấy là anh trai hai anh chị ấy cũng không muốn cho mẹ uống rượu nhưng mà tôi thấy thương mẹ quá nên tôi mua rượu về cho mẹ uống. Cô có biết cô làm như thế cô sai không? Tôi nghĩ như thế em cũng sai nhưng mà giờ cô cũng thấy thương mẹ. Vì tôi thấy bà nhìn rượu anh chị không cho mẹ uống nên tôi mua ít rượu cho mẹ uống. Nên trong chị Tuyết bắt gặp thấy. Cô có biết không? Bà này nhìn rượu, uống rượu vào là nhiễu gia đình. Đi đập phá nhà cửa con dâu. Vâng, đợt trước tôi nghe thấy bà nói như thế. Bà này đã vi phạm, cô biết không? Lần này lần thứ hai rồi, trong sổ chúng tôi đã ghi rõ ở đây, có ở đây rồi. Đợt trước tôi cũng mà cô vẫn cố tình mua rượu cho bà uống. Thôi từ lần sau tôi mua rượu cho bà uống.
Bà thế nào? Bà có bỏ được rượu không? Bây giờ đấy, anh ngủ hỏi rồi. Bà bây giờ bà không uống rồi. Chính vì lý do bà uống rượu bà mới vi phạm. Vi phạm về sao? Bà uống rượu bà vào với cô này. Chú bày mưu đánh con dâu phải không? Ừ, cháu. Bây giờ là xin lỗi cán bộ. Bây giờ là bà không uống rồi. Bây giờ bà không chửi con dâu à? Bà nhớ nhá. Bà không được tái phạm lần thứ hai nhá. Bây giờ bà là không uống rồi. Bà thì tôi hỏi vì sao bà với con nuôi của bà đánh bà thì quyết? Con dâu là trước là đánh mẹ đấy. Trước là rồi mẹ đánh đánh. Đúng thế rồi không? Thật mà. Đúng. Con dâu của bà còn người dưới kia đấy. Tôi là tôi nói thật mà. Mẹ cô không khai, tôi có khai tôi biết. Theo lời khai của bà Thị Tuyết, cô là người chủ mưu với mẹ cô đánh bà Thị Tuyết là sao? Vâng, em thưa anh, từ trước đến giờ em cũng với mẹ em bàn với nhau mà ghét chị Tuyết quá, không đuổi chị Tuyết ra khỏi nhà, không cho chị Tuyết ở nhà. Nhưng mà giờ em biết lỗi rồi, em xin lỗi. Cô tưởng là đơn giản, cái sự việc cô xin lỗi là sao mà? Sự việc này rất nghiêm trọng, cô hiểu không? Tôi hiểu rồi, giờ cho tôi xin lỗi được chưa? Nếu hai mẹ con cô đánh chết người sao? Lúc đấy cô có biết hậu quả như thế nào không? Có, tôi sai, tôi nghĩ biết tôi, hai mẹ con tôi sai rồi. Qua sự việc trên, hai mẹ con đã nhận. Cho nên là hai mẹ con ký vào đây cho tôi. Cô ký vào đây. Bà không biết chứ, không biết chứ đâu. Qua vụ việc trên, chúng tôi vẫn chưa thả hai mẹ con cô về được. Chúng tôi bắt buộc phải tạm giữ hai mẹ con cô lại để chúng tôi xin ý kiến của cấp trên. Nhưng mà tôi khai hết rồi. Chỉ dẫn cả hai người lên phòng tạm giam đi. Vâng. Mời hai mẹ con đứng dậy. Về phòng tạm giam. Mẹ xin lỗi con nhá. Đồng chí đưa đi đi, còn nhiều việc làm á. Không chị ạ, em xin lỗi mẹ. Mẹ xin lỗi mẹ cứ ở đây. Đang ngủ nó em lại tốt bạn nhá. Đang ở mẹ ở đây mới thôi. Đang ngủ đi 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 bảo là con đi đi. Mẹ đi. Mẹ không phải lo đâu. Em xin lỗi nhá. Em xin lỗi. Đi đi. Mẹ xin lỗi rồi. Nó bảo mẹ ở đây. Cơ quan nó nhiều đâu. Bảo ở đây phải không? Mẹ xin biết lỗi rồi. Mẹ ơi, mẹ con đi nhập rồi. Vâng, nhập rồi. Đi, hai mẹ con vào đây. Anh ơi, cho em bảo em xin lỗi đi. Ừ, sự việc thì ra đây, em biết đâu. Hai mẹ con ở đây nhá. Không được làm một nào đấy nhá. Hai mẹ con tạm thời ở đây nhá. Để hai vợ chồng anh đi đây ngồi giải quyết một công việc nào. Vâng. Cho em mời anh chị mời em. Vâng. Cảm ơn anh chị là chúng tôi đã thu thập được chứng cứ và đầy đủ lời khai. Vâng. Của hai mẹ con. Vâng. Cô thì tôi gọi hai vợ chồng cô như đây. Vâng. Thì theo ý kiến của hai vợ chồng cô là như thế nào? Làm thế nào được em? Vâng, thế thì thưa cán bộ là sự việc này là lúc xảy ra ấy thì chồng tôi không có mặt. Chồng tôi là ở nhà, tôi thì cũng sáng nay hôm qua là tôi cũng đã khai ở trong biên bản này rồi.
thì chắc là cán bộ cũng nhìn thấy rồi, thì tôi không cần phải nói nhiều nữa. Thì sự việc như thế này cán bộ ạ, trong quá trình ấy thì mẹ con tôi sống cùng nhau ấy, thì mẹ cũng đã xích mích với tôi rất nhiều, tôi đã có khai cho biên bản rồi. Mà giờ tôi muốn nói thêm một tí, thì bây giờ mẹ con đã có tuổi rồi, thì tôi không muốn mẹ bị đi nhốt như thế này đâu. Nhưng mà vì mẹ với con nuôi ấy, thì cũng rất nhiều lần thì cũng đã có hành vi định hại tôi, thì rất là may là tôi đã phát hiện nhanh. Thì hôm nay thì tôi cũng đã có gọi là, lúc đấy là tôi cô đã khai trong này rồi, thì tôi rất là may tôi gặp một bà đi làm việc, thì tôi đã nhờ bà về đến đây là báo công an, thì đã kịp thời để mà ngăn chặn hai mẹ con, thì tôi đã giữ được tính mạng của mình. Bây giờ tôi cũng muốn là cán bộ làm theo pháp luật, làm đúng theo pháp luật. Còn ý kiến của mình, thầy nói với cán bộ là tôi cũng đi làm ăn xa, xong là về, về xong là thấy hai mẹ con cứ là chửi bới nhau, xong là còn vợ của tôi đấy còn làm lều bên trên ở, xong cuối cùng là tôi đi làm việc về, tôi đón vợ về, về nhà ở chung với mẹ, xong là mẹ cứ là lẩm bẩm chửi bới nhau, xong là còn đánh nhau một hai lần. Thì có một lần là đánh nhau ở sân, thì tôi đang chống bưởi ở trên, thì thấy mẹ của tôi cứ kêu con ơi, con dâu đánh mẹ. Thế là tôi chạy về là thấy mẹ của tôi là ngã ở xuống đất rồi. Xong là đến lúc đấy là tôi là mới quát vợ. Xong rồi ở nhà cháu với mẹ của tôi đánh nhau thế này. Cái lúc ấy thì thấy mẹ ngã ở đấy, xong là thế mới hỏi vợ, vợ bảo cũng không được đánh. Thế là tóm lại là hôm nay là mới thấy, mới biết là mẹ là láo, mới biết là sự thật là láo, mẹ con, mẹ với cái hầu ấy là láo. Thì thôi, bây giờ nhờ cấp trên là xem xét nó như thế nào, cho nhẹ tội cho mẹ của tôi. Rồi, em ơi, bây giờ anh nói như này, thì mẹ anh cũng già rồi, bây giờ hai vợ chồng mình bàn như thế nào, bảo cán bộ là làm nhẹ tội cho mẹ mình thôi, bảo nhau cứu mẹ ra thôi, mẹ già rồi, không cho cán bộ nhốt ở đây đâu. Có bàn thế có được không? Vâng, nếu mà chồng đã nói thế thì các chồng, hôm nay chồng đã chứng kiến về hành vi của mẹ và em hầu rồi, thì bây giờ chắc chắn chồng sẽ tin vợ rồi. Nếu mà những thời gian qua thì lời vợ nói thì bây giờ chồng đã, vợ đã chứng minh được cho chồng thấy, thì thôi thì bây giờ chồng đã nói thế rồi thì em sẽ nói với lại cán bộ như thế nào. Ừ, nhau là xin như thế nào cho mẹ mình nhẹ tội ấy. Thôi cán bộ ạ, bây giờ thì mẹ tôi với em hầu ấy thì cũng biết lỗi rồi, thì tôi cũng trong thời gian qua, nếu mà theo ý của tôi ấy, thì tôi muốn mẹ tôi và em hầu ấy là phải được pháp luật trừng trị nặng hơn nữa. Nhưng mà thôi thì bây giờ tôi cũng đã nghĩ lại rồi, thì mẹ cũng đã có tuổi rồi và em hầu cũng đã nhận tội rồi, thì hai người cũng đã biết lỗi rồi, thì tôi cũng xin cán bộ nói cấp trên là giảm nhẹ tội cho mẹ tôi và em hầu, sớm được trở về với gia đình, sum họp với gia đình. Thì mong trong thời gian qua thì em hầu và mẹ tôi được cải tạo ở đây thì sẽ về, quay về gia đình thì sẽ sống tốt hơn. Tôi có ý kiến như vậy thôi. Anh chị đã nói thế thì anh chị cứ về đi. Vâng. Thì cho chúng tôi còn xem xét. Vâng ạ. Vâng. Anh có số điện thoại không? Có. Vâng. Anh ghi về đây để mai chúng tôi gọi lên làm việc tiếp. Vâng. Được. Cảm ơn anh nhé. Vâng. Vâng. Cảm ơn hai cán bộ nhé. À, em còn có, tôi chị còn có một chút việc như thế này, muốn nhờ cán bộ là mẹ tôi và em ở đấy thì cũng có thức ăn ở trong cơ quan thôi, nhưng mà tôi muốn bổ sung cho em và mẹ
thì tôi bây giờ tôi đi mua ít sữa thì họ có thể là nhờ cán bộ đưa cho mẹ tôi và em thôi được không ạ? Được rồi. Hai vợ chồng cô cho đồng chí này. Vâng, anh em đi ra quán mua sữa. Vâng, vâng, vâng. Vâng, vâng, thì cái chỗ hồ sơ này đã quá củng cố hết cả hai bên rồi. Thì bây giờ anh cầm lên để gửi lên cấp cao thì quyền cao hơn. Theo tôi này, cái sự việc này cũng chưa đến nghiêm trọng, đến mức nghiêm trọng, cho nên là chúng ta đàn bà chúng ta không gửi cấp trên nữa, chúng ta tiếp tục gọi hai vợ chồng kia về, xem là gọi hai vợ con đi, và còn bàn bạc xem nào bỏ qua cho nhau, xong là làm cái biên bản ký vào đây, bởi vì mẹ của hai vợ chồng này cũng già. Thế thì anh cứ cái cam kết cho hai vợ chồng một bản với hai mẹ con thêm một bản ký vào thì làm sao không tái phạm nữa, không nên làm như thế. Vậy thế anh viết đi, thế cái này là cứ gửi đi để lưu vào đây. Cho mẹ không đi về thôi. Cán bộ ạ, ơi chị nhờ đưa cho mẹ và em thôi cán bộ ơi, có cho hai vợ chồng tôi gặp hai mẹ con được không ạ? Được rồi, được. Hai chị về đây. Cháu mình gặp mẹ đi. Em con ơi. Cán bộ ơi, thả em ra. Cán bộ ơi, thả đi. Thả bà đi ra. Con con anh chị về lấy sữa cho. Ôi mẹ ơi. Mẹ. Em chị ơi. Ơi cứu em với. Xin cán bộ xả em ra với. Chị biết rồi. Con ơi. Mẹ. Em sai rồi. Em biết sai rồi. Mẹ bảo. Em biết sai như thế là được. Đừng có khóc nữa em ơi. Mẹ thả em ra đấy. Bảo thằng mẹ ra đấy. Có xin cán bộ là mua sữa về cho hai mẹ con uống thêm. Ăn bổ sung thêm thì em cố ở đây với mẹ ở đây để cải tạo cho tốt mà nhé. Em đã biết lỗi, mẹ đã biết lỗi như thế là tốt rồi. Được rồi, hết thời gian rồi anh chị ơi. Qua một thời gian cán bộ thế cho mẹ lấy em ra thôi. Rồi, ok. Anh hết thời gian rồi. Anh chị mời anh chị về đi. Thế thì mẹ mẹ ở đây nhá, em ở đây đừng khóc nữa nhá. Cố gắng cải tạo tốt nhá. Thôi đi về thôi. Mẹ cho đây có người nhà về thăm đi. Anh chị ngồi đây không được nhiều nhá. Cán bộ ơi, thả em ra đi. Hai mẹ con cùng lắm hết, không phải đơn giản đâu. Không đi về thôi.